Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học đầu tiên trong chương trình Fashion Marketing, Retail Marketing, Marketing cho thời trang và bán lẻ. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và doanh nhân với 11 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Fashion Marketing. Rất vui được chia sẻ với các anh chị và các bạn bài học này. Bài học đầu tiên, basic, cơ bản nhất và đầu tiên nói về một môn học, nói về một khóa học thì đó chính là khái niệm về marketing bán lẻ và thời trang là gì, đúng không? Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ hiểu về khái niệm về marketing, sau đó chúng ta sẽ hiểu về khái niệm bán lẻ, khái niệm marketing bán lẻ và khái niệm marketing bán lẻ thời trang. Ok, thế đầu tiên marketing là cái gì? Thì hiện nay trên thị trường, trên thế giới có rất nhiều các cái khái niệm về fashion marketing, khái niệm về marketing, khái niệm về retail marketing. Thế thì chúng ta sẽ có rất nhiều các luồng tư tưởng và quan điểm như vậy, là chúng ta không cần phải quá quan tâm đến chuyện là nên đi theo cái quan điểm nào. Thế thì ở đây tôi sẽ trích dẫn một cái khái niệm, một cái lý thuyết rất là được mọi người ưa chuộng, đó chính là lý thuyết của ngài Philip Kotler, cha đẻ của ngành marketing hiện đại. Ông nói rằng marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng nhé. Nó là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng, tức là một quá trình nó phải rất dài, nó bao gồm rất nhiều các công đoạn, và làm thỏa mãn được cái nhu cầu tiêu dùng, cái hành vi tiêu dùng của khách hàng, cái suy nghĩ của khách hàng về cái sản phẩm và dịch vụ mà họ sử dụng như vậy. Và cái thỏa mãn đạt được mức độ cao nhất đó chính là mức độ trung thành, mức độ yêu đối với cái thương hiệu đó, trust love, đúng không ạ? Vâng. Thế thì nó sẽ gồm nhiều công đoạn, gồm nhiều quy trình và nhiều công cụ. Cho nên là trong cái bài học của chúng ta sẽ có rất nhiều các cái bài học nhỏ khác giúp cho các anh chị và các bạn hiểu rõ hơn về fashion marketing và retail marketing, được không ạ? Vâng. Thứ hai, bán lẻ là gì? Thì theo định nghĩa bán lẻ, tôi sẽ sử dụng một cái định nghĩa về luật. Đấy, bán lẻ là một cái hoạt động thương mại, và hoạt động thương mại này là hướng tới cái việc là tìm kiếm lợi nhuận, nhưng mà khách hàng lại là người mua hàng với mục đích tiêu dùng chứ không phải là để kiếm lời. Đấy, phân biệt bán buôn với bán lẻ chính là việc là cái người mua buôn ấy là người ta tiếp tục làm thương mại, người ta kiếm lời, mục đích mua hàng là để bán hàng, mục đích mua hàng là để kiếm lời. Còn bán lẻ, mục đích mua hàng là để tiêu dùng, mục đích mua hàng là để thỏa mãn cái nhu cầu tiêu dùng và không có ý định kiếm lời. À, thế nếu như mà tôi mua một cái sản phẩm về sau đó tôi bán lại vì tôi không vừa, tôi không ưng, thì như vậy có phải là kiếm lời hay không? Như vậy không gọi là kiếm lời, đúng không ạ? Và một cái hoạt động như vậy người ta vẫn gọi là bán lẻ chứ người ta không gọi là bán buôn. Và hoạt động bán lẻ là một hoạt động thương mại trong luật thương mại họ quy định. Vì thế cho nên là các hoạt động thương mại, tức là các hoạt động mà tìm kiếm lợi nhuận. Cho nên trong cái khái niệm tôi đưa ra để giúp cho các anh chị hiểu tổng quan về nhiều thứ. Rồi, như vậy là các anh chị đã hiểu về bán lẻ là gì, đúng không? Tức là bán hàng hướng tới người tiêu dùng cuối cùng và mua với mục đích để tiêu dùng, thỏa mãn cái nhu cầu tiêu dùng cá nhân và gia đình mình, không nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Và bán lẻ là một hoạt động tìm kiếm lợi nhuận của cái doanh nhân, của cái thương nhân cung cấp cái sản phẩm, cái dịch vụ trong cái quá trình bán lẻ đó. Được chưa? Nó sẽ có rất nhiều cái đơn vị tham gia, ví dụ như nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng, người tiêu dùng cuối cùng trong một cái hoạt động bán lẻ của mình. Thế thì marketing trong lĩnh vực bán lẻ và bán lẻ thời trang tức là sao? Ở đây tôi sẽ đi sâu vào cái vấn đề thời trang, bán lẻ nói chung và lấy cái ngành thời trang cụ thể, fashion marketing, để giúp cho các anh chị hiểu. Bởi vì fashion marketing là một hoạt động marketing trong ngành thời trang, và nó chính là một hoạt động bán lẻ. Vâng, thế thì fashion marketing hay là marketing bán lẻ thời trang là gì? Ở đây nó chính là sử dụng tất cả những hoạt động marketing, các quá trình marketing trong cái hoạt động bán lẻ thời trang để nhằm tìm kiếm khách hàng, để nhằm gia tăng cái nhận biết về thương hiệu, độ phủ về thương hiệu, sự yêu thích, đúng không ạ? Và phát triển thị trường, giúp tăng trưởng doanh số, giúp mà duy trì được cái thị phần và tăng trưởng được các cái thị phần của mình trong tương lai. Thì đó chính là cái hoạt động marketing bán lẻ trong ngành thời trang mà chúng ta đang đề cập đến ở đây. Được chưa ạ? Vậy thì cái hoạt động marketing bán lẻ nó cũng sẽ bao gồm rất là nhiều các cái hoạt động khác, các cái nội dung khác. Thế thì chúng ta sẽ theo đuổi các cái nội dung liên quan đến các cái mô hình marketing mix của Philip Kotler, marketing mix 4PS hay là 7PS, marketing 4C,
theo mô hình 4CS, đúng không ạ? Rồi thì marketing bán lẻ và bán lẻ thời trang thì cũng có rất nhiều các hoạt động khác nhau mà chúng ta cần phải quan tâm, bởi vì trong ngành bán lẻ thì nó liên quan đến sự tỉ mỉ, sự chi tiết và có những cái đặc thù khác đối với những ngành bán buôn hay ngành sản xuất, có đúng không ạ? Vâng, thế thì toàn bộ cái khóa học này sẽ nói về cái hoạt động liên quan đến marketing bán lẻ và marketing bán lẻ thời trang, và tôi gọi là fashion marketing hay là fashion marketing retail, ok? Như vậy là bài học đầu tiên tôi muốn giới thiệu với mọi người là marketing bán lẻ là gì và marketing thời trang bán lẻ là gì, ok? Thì từ lần sau, các cái bài học tiếp theo thì tôi sẽ không nói nhiều về marketing bán lẻ nữa, mà tôi sẽ ngầm hiểu rằng là trực tiếp đây nó chính là marketing trong ngành bán lẻ thời trang, và cái lĩnh vực mà tôi hướng tới đó chính là lĩnh vực thời trang. Vâng, xin cảm ơn các bạn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.